Bây giờ là trận đấu trường thứ 3 của kỳ 194, là trận đấu giữa hai tay vợt là Lê Nguyên Khánh và Phạm Văn Quý. Trận này thì Khánh chấp Quý 2 bóng, đánh thể Đức đánh 7 thắng 4. Trận 1 kết thúc 11-6, tỷ số 1-0 tận lại nghiêng về Khánh. Xét đấu thứ 2, Quý giao bóng trước 2-0. Thank you.
6-4. Đó là những cái cơ hội ăn điểm của cái đấu tướng Phạm Văn Quý, phải kiên trì và gài những cái bóng khó chịu một tí. Khánh rất hay trong pha bóng vừa rồi. 19. Thank you.
1-8. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 4-0 cho Lê Nguyên Khánh.